Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con gà là con vật đại diện cho sự năng động và nhiệt tình, kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 luôn luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8, Kỷ Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như là trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc của mình và cũng có thêm nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch thì những người tuổi Kỷ Dậu vất lên như diều gặp gió và không gì có thể cản được sự thành công của họ. Và không làm cho mất thời gian của quý vị hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bài theo dõi tử vi phân tích của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh đại dịch thổ có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích chủ động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm và có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập đến, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này còn được quý nhân luôn ở bên cạnh mình nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên thành công rồi chớ nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Tuổi Kỷ Dậu đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm hỏi han. Nhưng nhìn chung tháng này, công việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp gia chủ củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém và không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp Kỷ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Kỷ Dậu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng đến công việc mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này. Báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của những người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư kinh doanh cũng gặp được bạn hàng đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội góp, hợp tác cùng làm ăn, hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải thận trọng khi quyết định các mối quan hệ về hành chính, kẻo mất tiền, mất cả quý nhân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài lộc khá vượng,
tuổi Kỷ Dậu có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Kỷ Dậu không được lý tưởng như mong muốn, có thể sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến thần kinh luôn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên, đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc. Có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn khúc mắc trong cuộc sống. Các quý vị gia chủ Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Dậu sinh năm 1969 gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt đối với những người đang sống đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở giao tiếp với mọi người, bạn có thể tìm được một người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến với hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Kỷ Dậu, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng. Quý vị gia chủ có thể tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ.
ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp ích cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy bước lên phía trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi cho đến thời điểm này. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi một cách thiết thực nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị an khang, mạnh khỏe.